Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Cảnh báo thiên cơ năm mẹo, đại họa chiến tranh, thiên tai do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Báo còn lớn đất trời nghiêng ngửa, trên không gian khói lửa mịt mở. Thầy ngồi điểm huyệt luận thơ thấy đời tới gấp hiện giờ làm sao? Trong năm mẹo sóng trào nổ tiếp, chuyển với xây mới kịp long hoa, nếu ai qua nổi thì qua. Còn qua không nổi đọa xa huỳnh tuyển, nay đức cậu luận biên đôi phút, gửi thăm trò cốt nhục biểu sơn, dù cho khổ sở đừng sờn, răng tay cứu chúng trong cơn khốn nàn, ta chấp nhận cơ hàn học đạo, giữ lòng thành ngay thảo Phật ra, luyện thành đạo Pháp tinh ba hơn nguyên phản bổn mới qua ngư này kỳ vân ơi cậu đây rơi lệ thấy người trôi nổi bể sông giang xác nằm lấm liệt nghinh ngang đó là cơ định rụi tàn phút giây sấm mới nổ chưa đầy một phút thì chúng sanh ngả gục tái tê chia tay cách biệt không về bập bềnh biển khổ tràn trề thây phơi nay bần sĩ nghẹn lời nhắn nhủ thăm đạo đồng quê cũ cách xa dáng tu đoạt được tinh ba hườn nguyên phản bổn về nhà báu châu năm dần mẹo khổ sầu biết mấy mong đạo đồng hải ngoại quay về nội tâm tỉnh dậy chó mê tuần tự từng phút trình tề từng câu đây kết thúc năm châu bận rộn lãnh những điều nguy khốn thiên tai kỳ vân cố gắng miệt mài sôi kinh nấu xứ dạng tài long hoa giỏ cam chiêu cách xa thể xác bóng từ bi ngào ngạt canh thâu dù cho sao vắng bể dâu nội tâm tư tưởng trò âu chớ rời. Trích bài buồn than thơ gửi của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh, kết tập Phật Di Lạc Giáng Thế Trang 116-118, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1998. Lời bình, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh cảnh báo bao sự cố dồn dập xảy ra vào hai năm cọp mèo nhâm dần quý máu 2022-2023. Một là chiến tranh Âu Châu-Ukraine-Nga, xảy ra năm nhâm dần 2022 gây ra cảnh máu đổ thịt rơi, thành phố sụp đổ, người chết tang thương, khủng hoảng dầu khí, vật giá gia tăng, suy thoái kinh tế, xã hội rối loạn, bất ổn tránh trị. Hai là chiến tranh Trung Đông Israel Gaza năm mẹo 2023 gây cảnh chết chóc kinh hoàng, kỷ nghệ dầu mỏ bế tắc, giá dầu lại gia tăng, kinh tế suy thoái trầm trọng hơn cùng một lúc, nhân loại gánh hai cuộc chiến tranh khốc liệt, thế giới này sẽ đi về đâu? Năm dần mẹo khổ sầu biết mấy. Mong đạo đồng hải ngoại quay về, nội tâm tỉnh dậy chớ mê. Tuần tự từng phút chỉnh tề từng câu. Đây kết thúc năm châu bận rộn. Ba là thiên tai xảy ra dồn dập vì môi sinh bị phá hoại, trái đất nóng lên, hệ sinh thái hủy hoại, nắng hạn cháy rừng, rồng bão lũ lụt triền miên, bão còn lớn đất trời nghiêng ngửa trên không gian khói lửa mịt mờ thầy ngồi điểm huyệt luận thơ thấy đời tới gấp hiện giờ làm sao trong năm mẹo sóng trào nổ tiếp chuyển với xây mới kịp long hoa nếu ai qua nổi thì qua còn qua không nổi đọa xa huỳnh tuyền kỳ vân ơi cậu đây rơi lệ thấy người trôi nổi bể sông giang xác nằm lẫm liệt nghinh ngang đó là cơ định dụi tàn phút giây sấm mới nổ chưa đầy một phút thì chúng sanh ngả gục tái tê. Chia tay cách biệt không về. Bập bềnh biển khổ tràn trề thây phơi. Kể từ năm dần mẹo 2022 đến 2023 trở đi, thế giới gặp nhiều tai họa binh lửa thiên tai động đất, bão lụt khủng khiếp. Đó là cơ cộng nghiệp do loài người gây ra trong nhiều đời kiếp, nay phải lãnh hậu quả thảm sầu. Đức cậu bẩn sĩ khuyên loài người phải quay đầu sám hối, ăn năn làm lành chuộc tội may ra thoát qua cơ sàng lọc. Năm dần mẹo khổ sầu biết mấy. Mong đạo đồng hải ngoại quay về. Nội tâm tỉnh dậy chớ mê. Tuần tự từng phút trình tề từng câu. Đây kết thúc năm châu bận rộn, lãnh những điều nguy khốn thiên tai. Phụ lục mèo kêu vang. Đờn kêu hát khúc ai bi. Mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai. Năm mèo mới rõ mới hay sau 2023, cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng. Mèo kêu đừng có nói khùng, coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây. Đờn kêu đức cậu không dây, nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng, mèo kêu lệ chảy dầm tuôn. Ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo, đừng giàu đừng có bì so, mau trơn hối cải rồi lo làm hiền. Đờn kêu cho tới thị thiền, thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau đờn kêu sóng bùa ba đảo. Ai khôn ai dại ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Đờn kêu tiêu hết con gì. Bần buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai. Chi cơ chút xíu luận bài rồi xem. Đờn kêu bần đứng bên rèm Muốn về cho rảnh không thèm nói năng. Đờn kêu chưa được tròn trăng. Thì là thượng đế san bằng tiêu tan đờn kêu đừng có nghinh ngang ỷ thân ỷ thế rụi tàn từ đây đờn kêu danh dự khỏa khuây đờn kêu ai lũ tà tây chôn vùi đờn kêu phải dáng ngậm ngùi ta thương ta nói ta vui làm gì đờn kêu ơi hỡi sầu bi mèo qua thìn lại rồi đi nơi nào gò cao thành vũng thành ao thành biển thành biển ta đau đớn lòng rồi đây ngập đến rừng tỏng đờn kêu các bậc dáng trông dáng chờ thầy còn ẩn dạng bí thơ. Chờ trong cơ đạo vậy thời hồi quy, đờn kêu ngàn dậm vậy thì, kêu trong bá tánh lâm ly châu mày, đờn kêu trong lại kêu ngoài. Hết hơi hết tiếng hết bài thi văn, đờn kêu việc đến khó khăn. Bình Dương còn dạy dáng hàng dáng chi, phép tài đấu chiến suy nguy. Ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi, đờn kêu chưa lặng người ôi, do ngài thượng đế quay rồi phải ăn ta đờn đó khó khăn sắp tới. Khắp hoàn cầu thế giới lung lay. Thứ ba, tranh pháp tranh tài. Đem ra thi đấu trong ngoài khổ đau. Phải như vậy mới nào khai mạc, phải làm theo linh của Phật trời. Tội cho người ác người ơi. Ngài cầm cung lịnh tuyệt đời tiêu tan. Sông biển đó máu tràn như hải, xương ngổn ngang ba bảy như rừng. Vậy mà bá tánh chưa hưng. Còn vui còn thích còn mừng buôn ba tiếng đờn kêu chan hòa đẫm lệ, nếu ai ngoan bảo vệ hồn thần. Đặng sau về được tân dân, hưởng mùa hoa nở ngày gần rồi coi. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22 đến 25, kết tập từ mở P3, luận cơ chi đạo từ phút thứ 73, do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998, Thiên tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1999. Sydney ngày 16 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.